Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An là trường công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tọa lạc tại địa chỉ km số 1, đường Lenin, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong suốt 25 năm qua, trường nhận được sự quan tâm toàn diện sâu sắc của Đảng và Nhà nước cũng như các doanh nghiệp. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đã chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, nhà trường đã không ngừng phấn đấu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, quản lý và phục vụ. Trường đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa và đa dạng hóa chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới vào nội dung giảng dạy, đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của xã hội. Với đội ngũ giáo viên dồi dào kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nghiệp, nhà trường đã đào tạo trực tiếp hơn 20.000 công nhân kỹ thuật. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Với mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn uy tín trên toàn quốc, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An luôn chú trọng đến mô hình đào tạo, học đi đôi với hành. Phương châm đào tạo không giàn trải, tập trung vào những ngành nghề mang lại thu nhập ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Ra trường được tuyển dụng trực tiếp vào các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như cơ hội việc làm ở các nước bạn. Hiện nay, các bạn học sinh đến với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An có thể lựa chọn theo học tại các khoa đào tạo như điện, du lịch, cơ khí, động lực, may mặc và khoa kinh tế. Rất nhiều hình thức đào tạo được nhà trường đưa ra để cho các học viên lựa chọn từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề, liên thông, liên kết đào tạo. Khoa điện, một trong những khoa được nhà trường chú trọng trong việc trang trí các hệ thống máy móc thực hành tiên tiến nhất để học sinh có thể dễ dàng nắm bắt được cơ chế hoạt động, phương thức vận hành, lập trình của những thiết bị công nghệ đang sử dụng tại các nhà xưởng, doanh nghiệp như PLC, hệ thống khí nén, thủy lực. Nhờ vậy mà sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể tự tin tiếp cận nhanh với công việc, thành thạo trong từng thao tác máy, không xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại. Khi các bạn học sinh có mong muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch, ngành công nghiệp không khói, thì theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện nay, khoa du lịch của trường là đơn vị duy nhất trong khu vực Bắc miền Trung được tổ chức EU tài trợ về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ, lễ tân, bàn, buồng ba. Không chỉ đào tạo học sinh, sinh viên tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp làm du lịch, dịch vụ. Hiện nay, khoa du lịch của trường là đơn vị duy nhất trong khu vực Bắc miền Trung được tổ chức EU tài trợ về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ, lễ tân, bàn, buồng ba. Không chỉ đào tạo học sinh, sinh viên tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp làm du lịch, dịch vụ, nhà hàng, mà trường còn là địa chỉ thường xuyên tin cậy được các nhà hàng, khách sạn, các resort nổi tiếng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh như tập đoàn Mường Thanh, khách sạn Hiếu Nghị, Sài Gòn Kim Liên, Giao Tế tìm đến để nâng cao kỹ thuật, tập huấn chuyên môn và cấp chứng chỉ đào tạo cho nhân viên. Theo đánh giá của doanh nghiệp của công ty cổ phần khách sạn Giao Tế Nghệ An, thì Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An là một trong những địa chỉ tin cậy để đào tạo về các ngành của khối khách sạn du lịch. Trong đó thì đặc biệt là những số ngành mũi nhọn như kỹ thuật chế biến món ăn, bàn, rồi ba và các một số cái ngành khác. Thì ở trường thì có đội ngũ giáo viên có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như rất là giỏi trong cái vấn đề đào tạo, và đồng thời có cái cơ sở vật chất để đáp ứng tốt cái công tác dạy và học trong những năm qua. Thì đây là một địa chỉ mà được doanh nghiệp lựa chọn để khi có nhu cầu về tuyển dụng về mặt nhân sự. Thì hàng năm là các khách sạn là thường xuyên là kết hợp với là Trường Cao đẳng Kỹ thuật số 1, nghề kỹ thuật số 1 trên địa bàn để mà đào tạo về các cái nguồn nhân lực. Thì khách sạn là kết hợp để gửi cán bộ công nhân viên tập huấn nâng cao tay nghề nghiệp vụ. Đồng thời thì hàng năm là nhà trường cũng phối kết hợp với các khách sạn thành viên là để điều cho nhân viên đến thực tập và hỗ trợ trong việc là phục vụ các cái đoàn tiệc, đoàn khách, hội nghị, tất cả mọi việc. Thì quá cái thời gian mà được học sinh, sinh viên thực tập ở đó thì ban lãnh đạo và các khách sạn thành viên cũng đánh giá cao về trình độ tay nghề của các học sinh, sinh viên vì ý thức chấp hành kỷ luật
và cũng như là các cái trình độ về các cái nghiệp vụ như là lễ tân, buông, bá, bếp, tất cả các cái đa dạng hóa. Và cùng từ đó là ở bên chỗ trường cao đẳng kỹ thuật số 1 là cũng là hàng năm là cũng là cung cấp được cho giới thiệu được cho nhiều học sinh sinh viên về thực tập và đến khi là làm việc tại của các khách sạn trong của tập đoàn Mường Thanh. Nắm bắt được nhu cầu và định hướng phát triển ô tô, nhiều thanh niên thay vì chọn con đường vào đại học, các em đã đăng ký vào học nghề sửa chữa ô tô tại trường. Ngay khi tốt nghiệp, rất nhiều em đã mở gara, trở thành địa chỉ sửa chữa được khách hàng tin tưởng. Một trong những lý do làm nên thành công là trong chương trình đào tạo, các học viên được thực hành ngay tại xưởng sửa chữa ô tô thuộc trung tâm sản xuất và dịch vụ của trường. Xưởng đã có bề dày 10 năm bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Đây là cơ hội để học viên được xuống xưởng tiếp cận thực hành cùng đội ngũ giảng viên. Nhiều em đã học tập được cách xây dựng mô hình và quản lý xưởng, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện ô tô. Mình thấy cái việc học hành ở nhà trường rất là bổ ích và là tốt cho anh em mình làm việc khi mà mình đã thực tế ngoài đời. Nó cần nhiều kiến thức cơ bản mà mình đã được học rồi. Cái lúc mà học trên nhà trường mình cố gắng học hành để ra trường đi làm việc thì giúp ích cho công việc mình tốt hơn. Mong các bạn sau này học hành ở trên ghế nhà trường thì cố gắng học tập cho tốt. Thì sau này mình có một kiến thức để khi mình ra làm việc ngoài môi trường thực tế cho nó được tốt hơn. Và mình rất là cảm ơn các thầy cô trong trường cũng như ban lãnh đạo nhà trường là đã tạo điều kiện cho mình học tập tốt. Và bây giờ thì mình cảm thấy rất là tự hào về vấn đề mình được học và được đào tạo bài bản ở nơi nhà trường. Đồng thời, khoa còn đào tạo rất nhiều thợ cơ khí, hàn có trình độ tay nghề cao được các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà tuyển dụng lao động nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore quan tâm, mở ra cơ hội cho các em dễ dàng tham gia chương trình xuất khẩu lao động với mức thu nhập rất cao. Đơn vị phối hợp tốt với nhà trường đã tạo điều kiện để cho học sinh thực tập. Đấy thì các em cũng đã có ý thức rất là tốt, để hoàn thành cái chương trình của đơn vị của nhà trường đề ra. Hoàn thành được cái sản phẩm cấu kiện cơ khí và là ngoài cái nâng cao tay nghề của các em thì cũng tạo điều kiện cho các em là có thêm một tỷ thu nhập. Đấy, đơn vị cũng đã mạnh dạn là trả được các em 5 đến 6 triệu trên một tháng. Bạn yêu thích thời trang, mong muốn làm việc tại các công ty may danh tiếng trong và ngoài tỉnh, hay bạn muốn tự mình thiết kế, hoàn thiện và đưa ra những mẫu thời trang theo phong cách của mình? Khoa may của trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An sẽ chắp cánh cho mong ước của bạn. Trường thường xuyên liên kết với các công ty may mặc tên tuổi như Hanosmec, công ty trách nhiệm hữu hạn Black Wing, công ty trách nhiệm hữu hạn Hyvina Kim Liên, công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan để các học viên được thực tập có lương và trở thành những địa chỉ tin cậy sẵn sàng tiếp nhận sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, hiện nay trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1 là địa chỉ duy nhất liên kết đào tạo ngành may, thiết kế thời trang bậc đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại nhà trường thì tôi thấy rằng là điều đầu tiên là nhận được sự quan tâm chỉ bảo tận tình từ các thầy cô cùng với ban giám hiệu nhà trường. Điều thứ hai đó là sinh viên của khóa du lịch thì tôi được học tập và rèn luyện những kỹ năng chỉ biến món ăn cùng với các chuyên ngành du lịch khác. Ngoài cái việc học ra thì tôi còn được tham gia các cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao, các cái chương trình tình nguyện cùng với việc là giao lưu với các chi đoàn bạn thì những cái việc đấy thì làm cho bản thân mình cảm thấy hoàn thiện hơn, tạo cái tiền đề tốt để sau này mình ra trường thì tiếp xúc với doanh nghiệp. Lựa chọn đúng địa chỉ đào tạo không chỉ giảm nhẹ áp lực về tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội mà còn là con đường dẫn dắt các bạn trẻ tìm đến với đam mê, phát huy sở trường, tạo dựng tương lai cho bản thân. Và chúng tôi tin rằng với những tháng năm học tập tại trường Cao đẳng Kinh tế số 1 Nghệ An sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm.